Rồi, kẹo luôn. Hôm nay chúng ta đi đi show Wood nha. Đậu ngay chỗ trường học này. Cái trường học là Elementary School. À, trường tiểu học. Đó. Chào buổi sáng luôn. Chào buổi sáng, hello. Hello. Đây, hôm nay có mấy anh hàng men qua nè. Đây, mấy anh hàng men chạy luôn nè. Đây, chào buổi sáng luôn. Đây, anh này là anh Giữa nè, anh Thảo nè. Anh Thảo Iron Man nè. Anh Phil à, Phương Iron Man nè. À, Hương Iron Man nè. Quang Iron Man nè, đó. Còn bên đây bên đây là Marathoner. Đó, chạy không biết bao nhiêu lần. Ok, rồi toàn là đại ca siêu tỷ thôi mà dữ dằn lắm. Rồi, thấy không? Ok đâu. Oh, ok, hôm nay trời nóng trong. À, hình ảnh rất đẹp. Oh, quên bấm đồng hồ. Chứ đâu có sao, từ từ. Đạp đi, đạp đi, đạp đi. Ủa, lên đây không bằng hai áo à? Ông này dân đi. Ông trời, ông giật dân. Không sao, qua chi chích hết rồi. Dạ. Đó, vô nè, 800 triệu người view nè. Ờ. Mix mọc chỗ là mix chỗ là chỗ nào? À, Quang biết là được rồi. Mix chỗ là hả? Mix là chỗ nào vậy? Oh. Oh, hôm nay mặc áo luôn hả? Wow, gần quá. Ủa, đi được khác hả? Không, đi đi đi, nó đi ven sông, đi ven sông, đi đường này nè. Đi 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 single track. Đi single track anh. Mấy cô bây giờ đi single track không à? Không với lại anh Phil đi single track được không nè? Ờ, bây giờ. Ờ. Cái này á hả? Đây. Ấy, ấy, quên, vô đường nha, vô đường quên. À, ấy chạy chạy chạy, sao rồi mình nhiễm nước quá vậy ta? Ai ai, có thấy không? Nó nhiễu xuống rồi thấy lạnh rồi, nó nhiễu ở đâu? Không vô số, đứt xanh bây giờ. Phil đâu? Ơ ờ, đóng rồi, nó đóng rồi. Quay lại, nó đóng rồi. Người ta đóng rồi, người ta đóng rồi. Chỗ này đóng rồi. Chỗ đó đi đường cũ. Nó đóng rồi. Đóng cửa. À. Đây lạc thấy Phil rồi. Nhanh chạy chót rồi. Quay đầu lại ngành đi trước. Thấy vậy yếu anh ơi. Ai ai ai. Ai ai. Đi đâu đi. Đi cùng lên được không? Ông biết lên được không? Ôi giời. Không vô số, sao vô, chạy lên. Thì đó. Mở vậy. Xe nha. Có dừng xe nè, qua đường nè, có dừng xe. Quá chào. Mở lên. Rồi.
Ở đây đi ngang cái Phật Kinh nha, Phật Kinh người ta đậu trong đây có lum rồi này nọ. Chỗ này thả đậu thì 3 đồng, 3 đồng để giúp cho người ta bảo trì rồi này nọ đó. À, ba có xây nhà nữa đẹp quá. Xây nhà cho mấy người làm việc chăm sóc với cái công viên này. Cái này đã hơn chút không? Mình lấy tay quẹo nè, quẹo. Bây giờ xiết rồi. Dạ. À, chuyện nhỏ bình thường, chuyện này bình thường. Đó. Làm đại. Trước đó thì tập thì không... ngồi thẳng lên mình đụng tay lái nhẹ thôi, cái mình dở dở cái mình thấy nó được à. Ừ. Mình phải thẳng lên dở nhẹ cái mình thấy nó được đó. À, thì thôi không làm được thì thôi. Còn có chè không? Ờ, lên dấu hả? Có vô lên dấu không? Lên dấu không, Thanh? Rồi lên dấu không? Dấu bên phải nè. Ok. Rồi bên trái. Cho vui rồi. Đi upload mà. À, bên này trong anh là đây nè, trong anh con bé à. Bằng áo xanh nè, thấy không? Nhìn cho má coi. Video kia sắp lên sóng rồi nha. Đang chờ Google. Lên luôn mình, xa quá mình. Ủa Quang mới mua xe mới à? Ồ kỳ vậy Quang. Về đau lưng á. Rồi đau. Ồ. Ờ cắm đầu chạy không mà, đâu có biết gì đâu. Đi không sao đâu, mới coi cảnh nè. Đi xuống trước cắm đầu chạy không à. Hai cơ, rắn ơ. Rắn ơ, quán mô. Ôi da. À, đây chỉ thần hồn. À. Hai cơ. Good morning.
em bé nhỏ xíu một mẩm ra nữa thấy không? Là không biết không phải Việt Nam rồi. Ủa nãy nó kêu mình đi đường nào vậy ta? Chỗ là cái đâu biết còn cái gì? Chỗ là hết mình lên mét từ sông vào phải. Ok. Xong xuống chỗ là xuống đi em đi anh Pro xong xuống là gặp tao ở đó. Đi anh Pro chỗ là. Nhưng mà đi cái đoạn nào chỗ đó ba đường xuống lắm. Đường khó, đường giữa với đường này bự. Nhưng mà nó chỉ có một đường thôi, số bự. Ba đường mà. Nó xuống một chỗ. À xuống chỗ đó nó đó quá trời đó. Anh muốn xuống đường nào thì anh xuống, xuống miễn sao xuống tới chỗ đó thôi. Nói vậy. Ủa, chưa mà. Ồ đông quá, đông quá. Không sao, không sao, hết rồi. Và cái tay cũng tay cống rồi đó. Mình mà đeo cái vào tay nguyên là đâu có sao. Bên đây lòi 10 ngón. Ui già. Nên này ơi. Có bye bye đi nè, trong anh chuẩn bị chạy rồi nè. Mai Thanh luôn nè. Bye Thanh, bye trong anh nha. Bye bye chú đi, giờ không nói không kịp bây giờ mấy con đạp nó tiêu hết bây giờ. Mình đạp lên núi rồi mình có đạp lên top đồ quơ không? Không, quán nó lên kia quẹo qua bên đây thì nhưng mà mình lên top đồ quơ luôn. Có 10 phút nữa. À gần gì? Gần gì? Đi quá. Mình nhận từng đã mấy lần rồi ghê quá. Kinh dị quá. Đuổi ra. Trời là ba ngày luôn. Đây. Đây nè một ngày nè. Một ngày. À được rồi cho anh đạp 4 à. Cùng là thật thôi. Bye bye đây. Đừng đi trước đi kìa. Thôi đừng đi trước.
Ô, tháo áo hả? Rồi để cho tháo áo. Khoan, tháo áo sẵn thay pin, thay pin. Mà nhìn thấy sờ quá, cao quá. Check out your jacket.
leo vô ra thôi. Được không? Đâu phải đập mạnh, đập mạnh, cái chỗ này phải đập mạnh. Chỗ này, không, chỗ này thì lên đây là vậy. Ví dụ như tới cái cua đó, mấy cái cua bự bự chút xíu rồi mình gồng mạnh lên cái mới được, chồm lên mới được. Cộng 3 4 món lên vô chưa tới. Nè. Nó đây đâu đâu có. Nè, đi chạy chỉ mình nha. Nè chị Minh chuẩn bị dòng cái vòng bự này nha Minh. Chuẩn bị mạnh lên nè nha. Mạnh lên. Rồi. Mạnh lên Minh. Chồm lên, chồm lên Minh. Chồm lên. Thì nó mới được đó, vậy đó. Ừ, nó khó là vậy đó. Được không? Được không? Đó chỗ này đi thở đi, thở đi. Không nó nhẹ quá cũng sợ. Ờ thì không nó vậy đó đó. Đây. Chuẩn bị là gồng người coi. Quá của kia mình nghỉ. Quay. Chồm lên. Rồi, đập lên. Đó, ừ. Đó. Thở ra. Vậy đó. Dạ thở cái nè. Rồi đập mạnh lên. Đó. Đi vô đây mặt kinh. Chỗ đây thở. Bên đây nè Minh. Ghê không? Đó tới cái cầu đó. Xích lên chứ. Đây nè. Mình thở. Mình đập mạnh cái cua vậy đó. Nhưng mà mình chưa kịp thở là cái cua kế rồi. Chưa kịp thở là cua kế. Kìa bây giờ nhìn xuống dưới kìa. Mình một khúc trời thấy chưa. Ghê không? Ghê không? Chồng lên. Nó nhõng đầu á. Quang đường là nó nhõng đầu á. Nhưng mà không sao, mình ngã qua bên á, mình chống chân là được rồi. Nhõng cái khúc này đi Thành. Ờ khúc này cũng được cũng vậy à. Thành ra. Thì đó, mình phải gồng lên. Chỗ này khó mà. Nè. Nè chạy gì nè. Chỉ cho coi nè. Ok. Nè. Đây nè. Lên nè. Đó, lên. Đó. Này dưỡng người vào, dưỡng người đi giữa nè. Đó. Ok vậy đó. Đó. Nhẹ nhẹ nè. Cái mình thở nè. Cái mình vô ga nè. Đó vậy đó, vậy đó. Đó. Qua đây thì mình làm giống vậy nữa. Qua đây thì mình làm giống vậy nữa. Rồi. Rồi thở. Thanh gắn đường đây nè Thanh. Chồm lên. Chồm lên hết cỡ có thể. Chồm lên. Rồi chồm lên. Ừ đúng rồi. Hay quá Thanh, chồm lên Thanh. Chồm lên nữa Thanh. Hay quá Thanh. Rồi Minh. Đúng rồi. Rồi chồm lên Minh. Chồm lên. Ngã ông kia, ngã ông kia. Ừ. Không sao, không sao. Cứ ngã qua bên là được. Ok. Đừng là đó, ở cái chân mình phải dính gì đó. Ok, rồi Hoàng nè. Cái chân ráng dính chặt vô. Rồi. Ok. Hai cơ hả? Còn đông không? Ok. Ok. Go ahead, go ahead. I'm waiting for you. Go ahead, go ahead. Ok. Thank you. Alright. Enjoy your day. Thank you. Thank you. Hả? Dòng lên dĩ ra đó. Hả? Rồi dòng lên. Rồi. Hết rồi. Cản rồi, cản rồi. Dí mạnh đi, dí mạnh đi. Dí mạnh. Rồi. Tính ra. Chỗ này đi được. Được anh. Chỗ này được anh. Quẹo lên Thanh, quẹo lên. Rồi. Đứng người ra trước Thanh. Bên đây. Đứng người ra trước đi. Đứng người cái đất ra trước anh ơi. Cái đất sao được chứ. Cầm nguyên cái người chứ. Ừ. Cầm lên, cầm lên. Cầm lên, quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải luôn. Ừ. Push, push, push. Rồi. Push, cầm lên. Rồi. Gắn dính chặt cái bê đan mới được. Phải đô, phải đô giờ đủ thôi. Phải đô giờ đủ là đỉnh, phải đô nhanh quá. Dạ. Yeah. Giờ đủ power thôi. Ừ. Rồi. Mình cũng đuối. Lên nè. Ô, mình qua chỗ này luôn hả? Hay gì? Con lấy rồi. Thanh chạy mất rồi hả? Chỗ này sao? Chỗ này hả? Phải gồng lên mới được.
Anh đâu? Wow, ghê vậy. Có. Vô. Vô. Nè, lên nè. Lên theo. Đi mệt, tắm vô đây. Đó, nó ok, mà người hết ok. Tay ơi, mình giữ. Hết nổi rồi. Đúng rồi. Cười tiếng tàu. Cười tiếng tàu vậy. Còn nẹm mình. Bài cơ gâu nắp nha. Gần hết rồi. Hết chưa? Sắp rồi. Mệt quá. Ừ, anh nhìn dưới không thấy cây gì. Mình nhìn cao lắm. Nghe không? Con người nghe không? Ừ, đi dậy đi. Cho anh thở đi. Đúng quá rồi. Rồi, chỗ này được vừa. Sắp hết rồi. Hai cái nữa. Ủa, cây, đứng đâu chưa chạy. Ok. Rồi, tới bãi đá này cần. Chú chậu mình giỏi quá. Tới bãi đá rồi, trời chỉ mình ơi. Nè, đứng này chờ nè, ủa anh đi nè. Nè, anh đứng đây đi, đứng đây là thử nè. Đi luôn hả? Hả? Ờ thôi, chờ chúng mình đây. Mệt quá rồi, chờ chúng mình. Cô nè, gồng lên nè, chạy giữa. Chồm lên, gồng lên. Chạy giữa, mà cầm cái tay, ráp cái tay nè, nó chở cái tay kìa. Mánh nhảy lên, ở giữa, mạnh lên. Rồi, dưới nè. Rồi. À, cái đó là đi qua bên trái rồi. Ở giữa, giữa, rồi. Gồng lên, rồi, 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 đúng rồi. Nè, nhìn nè. Ok. Rồi. Đâu, rồi lúc nè. Ok. Rồi. Nè, nhìn nè. Nè, ngay chỗ đó là phải mạnh lên mới lên nha. Chạy vô đây đã, trời ơi. Lộn chỗ. À, bên này bộ nó mới làm lại rồi. Ờ, thì ra nó mới làm được mới. Trời ơi. Chịu thua hết rồi. Hết rồi, qua đoạn này hết rồi. Thôi, đoạn này để mấy con đi chứ đi. Bên này hết rồi. Hết rồi, lại đó hết rồi. Ờ, bên này ấy rồi, anh lên đi. Mấy chỗ này bình thường này. Không đáng ngại mấy chỗ này đi ra rồi lên. Ờ, ok rồi. Hết rồi, hết rồi. Ờ, hết rồi. Rồi, cái chỗ này bình thường này. Đây. Ừ. Bên tay phải hả? Ok. Ô, còn bãi đá này nữa hả? Ok, rồi hết cái này hết rồi đó. Ok. Ờ, hết rồi. Đây hết động có rồi. Bây giờ động bình thường rồi. Rồi. Rồi từ từ Thành cũng tới. Ủa tới rồi. Ừ. Tới rồi Thành, hết rồi Thành. Ừ, quá hay thật.
Rồi, xuống dốc của em, Thanh là chạy chậm chậm thôi. Ba con chạy chậm chậm mình quay phim nha. Ừ, lẹo qua lẹo lại là được mà, Thanh giỏi lắm. Lý, vô số lại vô hả? Rồi, có Thanh vô rồi, vô trong rồi. Cái đoạn này ok, đoạn kia thì chậm chậm nha Minh ơi. Anh chị mấy cô cũng lên survive được hay. Lần nào mình lên mình cũng thở xỉn điện. Dạ, chắc mấy cô. Chắc cầm anh thích rồi. Phanh. Ờ thì ấn cái rồi mình mới qua cái chỗ đó chứ mình không có từ từ cái chỗ đó được. Chỗ này chậm chút mình ơi. Chậm đây từ từ mình giỏi chút thì mình nhanh. Là không ai nói vậy, có phải là từ từ Thanh ơi, chú chấp danh là Thanh ơi. Thắng bớt đi. Thắng bớt đi, ta trừ điểm bây giờ nè. Thắng bớt. Rồi. Rồi. Núi, mình cứ làm núi à. Má chết rồi. Rồi. Dạ, mệt rồi, muốn bệnh luôn rồi. Chắc mấy người đã đi nhầm nữa. Anh đi cái sao nha, có bóng mình nha, các người, mấy chưa hết, bắt, có lạnh, chúng ta sống mà chờ thì ta, đâu anh đi mà, chơi, ai chờ mình hết. Sao nhưng mà tôi đi làm gì là rút. Chỉ cần bây giờ có làm hay là rút làm chút nào mà cái mà họ đã tìm nghe. Không có cái lên. Có cái làm lại rồi. Chỉ cần cái áo này. Đây 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 đây. Ủa này làm biết em đi không Thanh. Đi làm hay chờ hết. Không có cái này. Lại cái cháu. Vô số. Lên tàu nha. Mình đi qua nha, lên đi trước rồi. Mặt trời, mặt trời. Ok, thank you, last one.
Ồ, oh, vậy dạ, thì từ từ nó được. Wow, very good. Đây á. Ồ, dẫn luôn ba con này nữa nhé. Bốn con. Chó chân đi. À. Mẹ đang thấy, ủa, sao phải qua cái đêm mà nước này nè. Ờ. Trời ơi, ngay cái chỗ đó phải quẹo bên trái lên cái cầu. Thì nó có cái đường nó có vẽ mũi tên mà. Trời ơi, giờ chạy luôn cái đường giữa hả? Trời ơi, người ta kêu quẹo trái rồi mình chạy xuống dưới nước luôn. Đi nó sâu nó mới kêu quẹo trái đó. Mở vậy gần quá. Kinh dị quá. Từ xuống mình từ xuống để coi nó. Không sao ạ, thì cái đường mới mình phải từ từ. Ừ. Sao? Wow, quá trời luôn, bốn con nai. Bốn con nai kìa, để coi bốn con nai. Năm con, năm con. Đi đi, có lại con tối nay gặp nhau đi đi. Năm con. Năm con nè. Đó, từ xa có năm con nai. Sáu con nai. Năm con nai hả? Ờ. Bắt con cua đi, bỏ hết vô nai. Nai nướng xào đã lắm. Mấy phim vô nói năm con nai, không thấy thấy có Bình Thanh à. Mấy con nai xào quá, không thấy. Rồi, con nai rồi. Ơi, chúng ta đã về tới Bắc Kinh, bay. Ơi, bay quá, bay. Bay hà, bay. Bay Thảo, bay cho anh nè, bay cho má coi nè, đó, bay cho má coi. Đó, đó. Ừ rồi. Ui. Xong, rồi xe xích vô, xích vô. Bay Huân nè, anh Phiêu nè xe. Bay. Chạy cũng được 13 mai rưỡi. Ơi, bay. Bay Linh. Ơi, bay Minh. Bay. Đâu con nào nói ơi trời con này nói. Đó bữa nay đen này chơi xấu bỏ mình nè. Đó. Ok, rồi hẹn gặp lại lần sau nha.